Phát bóng ra ngoài. Điểm với Ngọc Hương 12-13. Chấn 14-12. Điểm với Ngọc Lương 13-14. Điểm cho thị trấn 15-14. Thị trấn phát bóng ra ngoài. Điểm cho Ngọc Lương 15-15. Điểm cho thị trấn 16-15. Đọc tổng kết. Điểm với Ngọc Lương 16-17. Quả bóng đẹp. Điểm cho Ngọc Lương 17-17. Điểm với thị trấn 18-17. Phát bóng tiếp. Điểm với thị trấn 19-17.
đặt đúng cái tủ lạnh. Điểm Dương Ngọc Lương 18-19. Bóng ngoài sân, điểm cho Ngọc Lương 19-19. Rồi thì dẫn xin hội ý lần thứ nhất.